Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Dĩnh. Báo cáo vấn Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua ngành đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đặc biệt đã chủ động phối hợp và đề xuất các biện pháp thắng gỡ vướng mắc về đất đai liên quan đến thực hiện kết luận số 2852 của thanh tra chính phủ phần cấp quản lý đất đai được đẩy mạnh công tác quản lý về bảo vệ môi trường ngày càng được hoàn thiện đã tăng cường tham mưu các giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường quản lý chất thải rắn quản lý khai thác khoáng sản tài nguyên nước chú trọng công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo Hiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn tất. Ngành cũng đã tăng cường thanh tra xử lý các cơ sở doanh nghiệp trong hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản, kiểm tra 180 dự án khu đất chậm triển khai, trong đó có 64 dự án đã được gia hạn. Công tác xây dựng đảng thời gian qua cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chú trọng và triển khai nghiêm túc. Thời gian đến, Sở sẽ chủ động các giải pháp và tham mưu cho lãnh đạo thành phố tiếp tục tháo gỡ phương mắc pháp lý đất này, xây dựng, đầu tư đối với các dự án trên địa bàn thành phố, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do có lượng công việc quá lớn nên sở đề xuất lên thường trực thành ủy nhiều kiến nghị liên quan đến trình bù giải tỏa xử lý chất tài sản giải quyết vướng mắc các dự án phát biểu kết luận buổi làm việc bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đánh giá cao kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua và nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tài nguyên môi trường đối với sự phát triển của thành phố cũng như liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đồng thời hết sức thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của ngành tài nguyên môi trường đang phải đảm đương một khối lượng công việc quá lớn trong đó có những vấn đề vướng mắt mang tính lịch sử và mong muốn ngành nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra đặc biệt phải chú trọng đến công tác xây dựng đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Nên tôi đề nghị ý thứ nhất, công đồng chí phải quán triệt cái nội dung, cái trách nhiệm của đảng ủy trong việc thực hiện cái nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. thứ hai là đó là cái công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố không được đổ cho là vì công tác chuyên môn mà chúng ta không làm tốt công tác xây dựng đảng bởi vì tôi nói như ban đầu công chí công chí không làm tốt công tác xây dựng đảng là không thể đảm bảo được cái việc thực hiện công tác chuyên môn một Bí thư thành ủy Nguyễn Phan Quảng cũng nhấn mạnh trong xử lý vi phạm vấn đề không phải là phạt bao nhiêu tiền mà phải đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng và các biện pháp khắc phục đặc biệt tình trạng xả thải xa bờ biển và cửa sông một vấn đề mang tính cấp bách của Đà Nẵng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ sở cũng phải chủ động hơn trong việc tham mưu cho thành phố xử lý những dự án có dấu hiệu nứt bóng chuyển dựng dự án. Vấn đề này sở phải có báo cáo chuyên sau cho thường trực thành ủy. Bí thư Nguyễn Văn Quảng cũng cơ bản thống nhất các kiến nghị của sở, đồng thời nhấn mạnh thêm. Công chí nhanh chóng tham mưu đề xuất thành lập cho tôi cái tổ công tác đặc biệt, nha. Bây giờ cứ nói thế và tôi đã kết luận từ cái lần trước rồi, nhưng đến thời điểm này cũng chưa thấy nhân sự đâu. Còn rồi cái việc mà công chí phải ra soát lại theo cái gợi ý của ban sự đảng của uh, thanh tra chính phủ và quan trọng nữa là công chí có cái tổ đấy thì phải xây dựng được cái quy chế làm việc anh hùng ạ à. nhé và cái việc đó chứ còn không phải bây giờ cứ thành lập cho tổ gì không biết hoạt động kiểu gì qua một cái buổi làm việc cái... bí thư thành ủy nguyễn văn quảng chỉ đạo sở nội vụ xem xét tăng cường nhân lực và tham gia điều chuyển nhân sự theo hướng phù hợp nhất cho sở và cũng sẽ xem xét việc tăng thêm một phó giám đốc cho sở tài nguyên môi trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến